Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái cần siết lực tự động ha của Kintuni với có điều chỉnh lực được ha các bạn ha. Với mã sản phẩm là 34462-1EG nha các bạn ha. Thì con này lực siết từ 20 cho tới 150 Newton nha các bạn ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ phối hợp từ bên trong đánh tác lượng ra sao ha. Kintuni thì thương hiệu của Mỹ ha các bạn ha, nhưng mà xuất xứ tại Đài Loan ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Đây. Đây. Thì đi kèm với cần siết thì chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng ha, phiếu bảo hành và giới thiệu model của sản phẩm ha. Rồi tiếp tục theo đó thì nhân vật chính của chúng ta đây ha các bạn ha. Đây rất là đẹp, đây là cái giá đỡ thôi nha các bạn ha, giá đỡ và tổng hợp thôi. Đây rất là đẹp, logo Kintuni thì được in nhập nổi như các bạn thấy đó, rất là đẹp ha. Đó, Kintuni được in nhập nổi mã sản phẩm luôn nha các bạn, 34462-1EG. Dưới này thì có để thể hiện cái mức điều chỉnh ha các bạn ha, mức điều chỉnh đây ha, từ 20 cho tới 150, nó theo chia theo số lẻ số chẵn ha các bạn ha, số lẻ bên này ha các bạn, còn số chẵn bên này. Thì ở dưới này có hiển thị số, rồi chúng ta sẽ vặn theo số ha, để cái lực nó đúng ha các bạn ha, vặn theo chiều này. Rồi tay cầm thì được ốp cao su, logo như các bạn thấy rất là đẹp ha, logo ở sau rất là đẹp. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái cần siết lực này ha. Rồi đầu tiên thì điều chỉnh lực ha, cái này là cái nút khó ha các bạn ha, kéo xuống để mở khó và chúng ta vặn theo lực, nó có thể hiện theo số đây ha các bạn ha. Chúng ta điều chỉnh lên chính giữa như số 3 đây, số 3 thì sẽ nằm ở số 50 đây ha các bạn ha, 20, 40, 50 đó, nó nằm ở số chẵn số lẻ rồi, rất là dễ dàng đó. Rồi nó quay lại khó lại ha các bạn ha, đó thả lên là khó lại này, cứng rồi này các bạn ha, kéo xuống là quặng được nè, rất là thuận tiện luôn. Con này thì chuyên dùng cho những xưởng cơ khí ha, ô tô garage đó. Rồi bên trên thì cần siết tự động thôi các bạn ha. Đây đảo chiều, đảo chiều đây. Rồi còn gắn con này thì sử dụng đầu bắt lông 1/2 các bạn ha, 1/2 lông 1/2 đây ha. Rồi gắn vào ha các bạn, gắn vào thì khá đơn giản, mình chỉ cần nắm cái đầu vậy thôi. Rồi thả ra đây. Gài đúng viên bi nó mới dính nha các bạn ha. Gài đúng bi nó mới dính ha. Đây. Đó. Gài đúng lỗ bi nó mới dính vào ha. Rồi, siết tự động. Đảo chiều. Rồi, tiếp theo đó thì phần tháo thì tháo nó rất là dễ dàng luôn ha. Rồi, nhấn vào nút ở trên này. Lấy ra thôi ha các bạn ha. Đây. Thì nó xài cơ bi thôi nha các bạn ha, bấm vào thì bi nó sẽ thụt vào ha, nó rất là đơn giản luôn. Và con này thì rất là đẹp rồi, con này rất là chuyên dụng luôn. Đấy, như các bạn thấy vỏ thì được làm bằng kim đó, rất là chắc chắn, có số seri ha, được in nhập nổi trên này ha, hàng chính hãng Kintuni luôn nha các bạn ha. Giá thành thì rất là hợp lý luôn. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm về cái dòng siết lực cầm tay ha, mà có điều chỉnh lực chuyên dụng như thế này, thì hãy bình luận ở dưới phần video hoặc là liên hệ trực tiếp tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website để tham khảo giá ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.